Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đang theo dõi video của em ngày hôm nay các bác nhé. Thì trong video này em sẽ lên và giới thiệu cho các bác 4 cái mẫu bơm máy nhé, đang được anh em sử dụng khá là nhiều. Và đặc biệt trong ngày hôm nay, các bác nào mà không ngại bơm máy cũ này mà tiền thì nó rất chi là hợp lý thì các bác có thể theo dõi ở cái video này cho em. Em sẽ thanh lý cho bác bơm máy cũ giá rất chi là rẻ nhé. Chỉ từ 1.800.000 các bác sở hữu ngay một con bơm máy cũ nhé. Đấy, thì các bác sẽ thoát được cái cảnh bơm tay. À, bơm tay thì các bác biết rồi, nó rất chi là vất vả và mất thời gian đúng không? Khi các bác sử dụng cái bơm máy thì nó sẽ nhàn và nó không vất vả lắm. Giá thì nó rất chi là hợp lý nếu các bác mua những máy bơm cũ nhé. Đây, thì hôm nay em có một lô 4 con này, sẽ thanh lý cho anh em một con cũ giá rất chi là rẻ nhé. Đấy, em sẽ thanh lý một con bơm máy cũ giá rẻ ở phần cuối video. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về 3 cái mẫu bơm máy cao cấp nhé, đang được bên em bán ra trên thị trường, và em sẽ test thực tế cho bác xem một con bơm máy cao cấp nhất cho các bác nhé. Đấy, thì không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác về con bơm đầu tiên. Đây, con bơm này lát nữa em sẽ thanh lý cho bác. Bác nào mà không ngại bơm cũ thì bác có thể lấy con này nhé. Con này thì có một bác khách, các bác đấy không chơi nữa, củi các bác thanh lý rồi, còn cái bơm này các bác nhờ em thanh lý hộ nhé. Đấy, con này thì về em cũng đã kiểm tra bơm hơi áp ok thì em mới thanh lý cho bác nhé, về nơi các bác kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Đấy, con này lát em sẽ thanh lý phần cuối video này. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác cái con này. Con này đây là con bơm máy Siongxin nhé. Con bơm Siongxin này thì nó là con bơm máy mới này. Giá của em sẽ báo cho bác công khai nhé. Con này là 3.900.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé, con bơm máy Siongxin nhé. Đấy, cái này sẽ bảo hành cho bác và anh em thời gian lên đến 12 tháng. Bác nào muốn mua hàng vui lòng gọi điện trực tiếp về hai đầu số trên của shop để đặt hàng nhé. Hàng của em gửi đi cho bác là hàng miễn phí, ship được đồng kiểm các bác. Con này bảo hành cho bác và anh em 12 tháng này. Đấy, bơm Siongxin, các bác không nghe nhầm đâu, chỉ còn 3.900.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đây là con bơm Siongxin nhé. Đấy, còn con bơm tiếp theo em giới thiệu các bác con này nhé. Đây là con bơm Hyundai, nó thì sẽ có đầu bò, sẽ là đầu bò lớn thôi nhé. Đấy, đầu bò lớn, bơm cài đặt áp suất tự động ngắt rất chi là khỏe khoắn nhé. Đấy, con này có ốc chống cháy nổ đây, các bác cài đặt áp suất tự động ngắt ở đây này. Đấy, đầu bò lớn này bơm rất chi là khỏe và bền bỉ theo thời gian, đã được năm thải chứng minh. Con bơm máy Hyundai này thì giá công khai cho bác là 4.500.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy, còn bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác về cái con bơm máy cực kỳ là cao cấp nhé, đang được bên em bán ra cung cấp cho các bác ở trên thị trường này. Thì trên màn hình các bác đang theo dõi, em sẽ giới thiệu cho bác cái con bơm máy Yanma nhé. Đấy, con bơm máy Yanma. Hiện tại con bơm này thì đang được anh em sử dụng rất chi là nhiều, rộng rãi và phổ biến trên thị trường. Đấy, đây, con này sẽ có gì ạ? Thứ nhất là màn hình hiển thị kỹ thuật số các bác nhé. Đây, nó hiển thị nhiệt độ này, cài đặt mức áp này. Đây, em đang cài đặt 50 cân, em ấn cộng trừ, cộng là tăng, trừ là giảm. Đây, em ấn tăng áp này, các bác nhìn này. Đấy, đây, em cài đặt là 100 cân các bác nhé, cài đặt 100 cân. Con này có ốc chống cháy nổ này, đầu bò lớn, bơm rất chia khỏe, đến từ một thương hiệu lừng danh Yanma. Con này có nhiều thiết kế vượt trội, vượt thời gian các bác nhé. Đấy, ở những cái mẫu bơm khác không có mà con này đã sở hữu. Đấy, con này thì theo các bác ấy, thì bơm khoảng thời gian từ một đây em sẽ test thực tế cho bác nhé. Con bình này là bình nhôm đít tròn 0.36 này. Đấy, hiện tại là không cân nhé, em sẽ test lên 100 cân xem thời gian nó khoảng bao nhiêu lâu các bác nhé. Đấy, em sẽ cùng các bác đi test thực tế con này luôn, sau em sẽ giới thiệu về công năng và giá bán của con này cho các bác nhé. Đấy, đây, con này thì có cài đặt áp suất tự động ngắt các bác nhé, rất chi là xịn sò. Đấy, không phải ở cái mẫu bơm nào cũng có đúng không? Đây, để tí nữa em bật máy khởi động xong em sẽ cầm lên như này cho bác xem cho rõ nhé. Đấy, như này là các bác xem được đúng không? Đây, cái này thì em sẽ bấm giờ cho bác xem thực tế nhé. Đấy, để cho anh em tai nghe mắt thấy luôn đúng không? Các bác đợi em chút chút nhé, để em mở cái điện thoại ra em bấm giờ cho bác xem luôn này. Đây, đồng hồ đây rồi, bấm giờ các bác nhé. Đấy, đây em cài đặt, đang cài đặt là 100 cân các bác, cài đặt 100 cân này. Đây, tí nữa em sẽ cầm điện thoại và máy như này là các bác nhìn được đúng không? Đấy, đây, như thế này các bác nhìn rất rõ đúng không? Ok chưa?
Đây em cài 100 cân các bác nhé. Đấy em vẫn khởi động này. Rồi các bác đợi em một chút, điện đang bị tiếp xúc kém. Đến 100 cân rồi các bác nhé. 100 cân này, thời gian bao nhiêu ạ? 47 giây thôi, 47 giây. Đây. À, em xả áp ra cho bác xem thực tế ở đồng hồ luôn nhé. Đấy. Đây, thời gian bao nhiêu ạ? Chỉ có 47 giây thôi. Các bác thấy con bơm này khá là khét đúng không? Đấy, rất chỉ nhanh. Em cũng không ngờ nó hoàn thành xuất sắc đến như thế. Đây, các bác nhìn nhé. 100 cân nhé, 100 cân. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Đấy, rồi ok. Đấy. 100 cân thời gian chỉ có 47 giây thôi các bạn. Đây. Các bác đây, tai nghe mắt thấy đúng không các bác? Chỉ có 47 giây. Con này bơm rất chi là nhanh. Đấy. Thực sự là em cũng không quá bất ngờ về cái thành tích này của con bơm máy nhân này. Vì con này thì trước cái này thì đã được nhà máy báo cho em thông số chi tiết của con bơm máy này, đặc biệt là thời gian làm việc cực kỳ là ấn tượng các bác. Đấy. Và đó cũng không phải là cái gì đó bất ngờ lắm. Đấy. À, cái tiếp theo là con này cực kỳ là bền các bác, cực kỳ là bền. Mẫu Yanma này bảo hành cho bác và anh em thời gian bao nhiêu ạ? 24 tháng các bác, 24 tháng bảo hành động cơ máy móc đồ bò. Con này màn hình hiển thị kỹ thuật số cực kỳ là hiện đại nhé. Và hiện tại con này đang top 1 ở trên thị trường Việt Nam. Chưa có mẫu nào qua mặt được con này với những cái tính năng hiện đại và cái hiệu suất làm việc của bơm nó nhanh đến như thế các bác. Đấy. 100 cân các bác bơm như bình này chỉ có 47 giây. Chưa có mẫu nào qua mặt được con này các bác nhé. Đấy, em khẳng định các bác luôn. Nếu các bác nào mà thấy cái mẫu nào qua mặt được con này thì em sẽ tặng cho các bác một cái bộ van bình này luôn. Đấy. Con này thì báo giá công khai cho các bác nhé, con bơm máy Yanma giá công khai là 4.800.000 các bác nhé, 4.800.000 bao ship đến tận nhà cho các bác, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy. Đây là một cái mẫu bơm cực kỳ là cao cấp. Thì ngày hôm nay em cũng rất chi là vui khi được mang cái niềm đam mê đó, một cái niềm đam mê thực sự đến chia sẻ cho tất cả các anh đam mê chơi BCB về ba cái mẫu bơm máy nhé bên em đang cung cấp trên thị trường. Con cao cấp nhất trên thị trường hiện nay đến từ thương hiệu Yanma nhé, giá công khai cho các bác là 4.800.000. Con bơm máy Hyundai này thì em giới thiệu ở rất trên nhiều video trước rồi, thì hôm nay em cũng sẽ báo giá lại cho các bác. Con Hyundai là 4.500.000 nhé. Còn con Samsung kia giá công khai cho các bác là bao nhiêu ạ? Con Samsung giá công khai cho các bác là 3.900.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đấy. Này, bây giờ em sẽ thanh lý cho bác con bơm này nhé. Thanh lý cho bác con bơm này. Đây, con bơm bô, con bơm con hổ này của một khách hàng nhờ em thanh lý hộ. Con này thì bác nào không ngại bơm cũ này, các bác đang dùng bơm te, thì đây là một cái sự lựa chọn cho bác rất chi là hạt rẻ. 1.800.000 các bác, 1.800.000 một con bơm máy con hổ em thanh lý hộ khách. Thì đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Cái này thì em cũng đã test thực tế kiểm tra rất kỹ cho các bác rồi. Đấy. Máy móc hoạt động trơn tru ngon, hơi bơm bền lên khỏe, đặc biệt con này đã được lên đời cái đầu bò lớn này, bơm rất chi là khỏe khoắn các bác nhé. 1.800.000 bơm máy con hổ nhé, bác nào không ngại bơm cũ thì các bác có thể lựa chọn cái dòng bơm này cho em nhé. Đấy, giá thì nó cũng rất chi là hợp lý thôi. Cái máy thì nhìn nó không được đẹp lắm, nhưng quan trọng là cái bộ hơi này đẩy khí nén rất chi là nhanh các bác nhé. Đấy, các bác không quan trọng cái hình thức bên ngoài thì đây là một cái sự lựa chọn rất chi là tốt cho bác trong tầm giá 1.800.000 các bác, 1.800.000 này. Còn bơm Samsung mới là 3.900.000 bao ship, bơm Hyundai là 4.500.000, còn bơm Yanma là 4.800.000 các bác nhé. Đấy, thì bác nào muốn mua hàng thì nhanh tay gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc nha.